Xin chào tất cả các bạn, tôi là Hoàng Thơ, chuyên gia nước của Entabay Việt Nam. Nước là một phần thiết yếu của cơ thể, là dung môi hòa tan của các khoáng, các chất trong cơ thể. Tuy nhiên, với tình trạng ô nhiễm như hiện nay, không phải nguồn nước nào cũng đủ an toàn để sử dụng. Và một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng nước là chỉ số TDS. Vậy, TDS là gì và làm thế nào để kiểm tra chỉ số này trong nước có đạt chuẩn hay không? Hãy theo dõi video này để có thể tự đánh giá chất lượng nước của gia đình bạn nhé. TDS là chỉ số thể hiện tổng chất rắn hòa tan tồn tại trong một thể tích nước nhất định. Những chất có trong nước chủ yếu là khoáng chất, muối, chất hữu cơ, các hợp chất vô cơ như các kim loại nặng, chất rắn lơ lửng hoặc không hòa tan trong nước như canxi, magie, natri, kali và các anion carbonat, bicarbonat, sulfat. Chỉ số TDS có đơn vị đo là miligam trên lít hoặc ppm. Theo các quy định hiện hành của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới và US EPA, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và cả Việt Nam cho biết rằng chỉ số TDS càng nhỏ từ 5 ppm trở xuống thì được xem là nước tinh khiết và không có chất rắn hòa tan. TDS càng lớn thì nồng độ chất rắn hòa tan trong nước càng nhiều. Lưu ý rằng không phải cứ chỉ số TDS cao hơn thì sẽ có hại. Trong các chất rắn hòa tan sẽ có cả các khoáng chất có lợi và có hại. Nước tinh khiết rất sạch nhưng lại thiếu hụt các khoáng chất không tốt cho sức khỏe nếu chúng ta sử dụng thường xuyên lâu dài. TDS cho nước uống phải dưới 300mg trên lít và giới hạn tối đa được coi là an toàn là 500g. TDS cho nước uống phải dưới 300mg trên lít và giới hạn tối đa được coi là an toàn là 500mg trên lít. Và đây là mức lý tưởng cho nguồn nước giàu khoáng có lợi cho sức khỏe. Với các nguồn nước có TDS nhỏ hơn 50ppm, thường là nước ở mức khá là tinh khiết hoặc nước sau hệ thống lọc RO. Đây là lượng nước có chứa lượng khoáng nhỏ và hoàn toàn yên tâm sử dụng trực tiếp. Chỉ số TDS không phải là chỉ tiêu duy nhất để xác định nguồn nước có đủ tiêu chuẩn hay không. Theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế đưa ra, có đến 109 chỉ tiêu nồng độ cho phép của các chất có trong nước như màu sắc, mùi vị, độ đục, độ pH, độ kiềm, độ cứng, tổng chất rắn hòa tan, các hàm lượng vô cơ, hữu cơ như carbimi, crom, đồng, chì, kẽm, niken, mức nhiễm xạ, vi sinh vật như coliform, E. coli. TDS được sinh ra bởi các quá trình tuần hoàn nước và tồn tại giữa các hạt ion âm và ion dương. Do đó, TDS có tính hòa tan rất cao và thường lấy đi những ion của vật chất khi nó tiếp xúc qua. Cũng chính vì thế, chất rắn hòa tan có thể đến từ các chất hữu cơ như lá, phù sa, sinh vật phù du trong nước hay chất thải công nghiệp và nước thải. Ngoài ra, TDS còn lấy từ các dòng chảy của các khu đô thị, muối, đường, phân bón, thuốc trừ sâu của sử dụng trong nông nghiệp. Như tôi vừa nói ở trên, TDS thì bao gồm mọi thứ trong nước. Vì thế, TDS được sinh ra từ các vật liệu vô cơ như đá và không khí, canxi carbonat, phốt pho, sắt và một số khoáng chất khác. Nó cũng có thể là muối, hợp chất kim loại, phi kim, chì, đồng khi nước đi qua các đường ống để đến với người tiêu dùng. Và đó cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng TDS hòa tan trong nước cao. Đặc biệt, chỉ số TDS tăng cao là do các đặc điểm tự nhiên, môi trường như muối khoáng, các lớp trầm tích, carbonat, xâm nhập mặn từ nước biển. Theo quy định của WHO, Tổ chức Y tế Thế giới và Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ và ở cả Việt Nam, thì hàm lượng TDS không được vượt quá 500mg trên lít đối với nước ăn uống và không được vượt quá 1000mg trên lít đối với nước sinh hoạt. Theo một số chứng minh, nồng độ TDS càng nhỏ thì chứng tỏ nước càng sạch. Và nếu chỉ số TDS quá nhỏ hoặc bằng 0 thì sẽ được coi là nước cất chuyên dùng trong phòng thí nghiệm. Nếu sử dụng nước có chỉ số TDS quá thấp, không những không có lợi mà còn mang lại bệnh tật cho sức khỏe, sức đề kháng bị mất cân bằng. Như vậy, chỉ số TDS trong nước nằm trên dưới 100mg trên lít là tốt nhất. Theo quy định của Cục Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ thì chỉ số TDS trong nước tối đa là 500mg trên lít. Tuy nhiên, vì TDS bao gồm tất cả mọi thứ nên chỉ số TDS trong nước có thể vượt qua chỉ số này, và khi mức TDS vượt quá 1000mg trên lít, nó được coi là nước ô nhiễm và con người tuyệt đối không được sử dụng. Và dưới đây là những lý do tại sao bạn nên đo chỉ số TDS trong nước. Thứ nhất là về khẩu vị. Hàm lượng TDS quá cao sẽ làm hương vị thức ăn, đồ uống không mong muốn, nó sẽ làm thay đổi hương vị, mùi vị của thức ăn, có thể là cay, đắng, mặn. Thứ hai là hiệu suất làm việc. Kiểm tra chỉ số TDS để đảm bảo hiệu suất hoạt động của máy lọc luôn là cao nhất. Nếu chỉ số TDS vượt quá mức quy định thì đây là lúc bạn cần thay bộ lọc mới. Thứ ba là độ cứng của nước. Chỉ số TDS cao cũng cho thấy độ cứng của nước. Nước cứng sẽ gây ra tình trạng cáu cặn trong đường ống, phá hoại thiết bị trong gia đình, đặc biệt là trong công nghiệp. Nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động của lò hơi, nồi hơi. Chỉ số TDS cho nước uống ở Việt Nam sẽ không được vượt quá 500mg trên lít đối với nước uống và không được vượt quá 1000mg trên lít đối với nước sinh hoạt. Còn nếu
từ 1000mg chất lượng trở lên thì nước này không thể sử dụng được. Chính vì vậy, người dùng rất ưa chuộng nguồn nước có chỉ số HDS thấp. Tuy nhiên, chỉ số HDS quá thấp cũng không phải là việc tốt, bởi vì chỉ số HDS thấp nghĩa là nguồn nước sạch, mà nguồn nước sạch quá sẽ không còn hàm lượng khoáng chất. Và nếu bạn sử dụng nguồn nước này trong thời gian dài, nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn nếu chỉ số cao khoảng 100mg trên lít, nó sẽ vừa có lợi vừa có hại. Ở chỉ số này, nước sẽ không còn chứa các chất gây ô nhiễm mà chứa các hàm lượng khoáng chất có lợi như muối, canxi, natri. Do đó, chỉ số HDS không phải là nguyên nhân khiến nước bạn bị bẩn. Và nếu bạn muốn kiểm tra nước nhà mình có đảm bảo chất lượng hay không, thì hãy mang nước đến các trung tâm, các viện nghiên cứu để kiểm tra. Trên đây là những thông tin chuyên gia nước của Enterbuy muốn chia sẻ để các bạn biết thêm những thông tin hữu ích về TDS. Video tiếp theo, chúng tôi sẽ làm những thí nghiệm về đo chỉ số TDS. Các bạn hãy theo dõi và đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.